Cộng đồng mạng Philippines cuống cuồng nói điều khó tin khi thua đau trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, vào tối 16 tháng 11 đã có trận đấu ra quân ở vòng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á trước đội tuyển Philippines và đã có chiến thắng khá vất vả với tỷ số 2-0. Sau trận đấu trên trang fanpage của Philippines Football, rất nhiều cổ động viên Philippines đã bày tỏ sự tiếc nuối và có những nhận xét khó tin khi nói về Việt Nam. Trong khi đó, báo Philippines tỏ ra khó chịu trước chiến thắng này của Việt Nam. Chúng ta cùng xem họ đã nói gì nhé! Bước vào trận đấu với ưu thế sân nhà, Philippines chủ động dâng cao tấn công, gây sức ép lên khung thành tuyển Việt Nam. Và ở những phút đầu tiên, họ đã thực sự tạo nên vài tình huống sóng gió cho khung thành của Đặng Văn Lâm. Ở phút 10, tiền đạo Patrick Reyes có cơ hội khá tốt trong vòng cấm nhưng cú sút hơi nhẹ của anh đã không thể thắng được thủ môn Văn Lâm. Trong khi đó, Việt Nam dù ít tấn công nhưng lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của Văn Toàn. Tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Philippines, Văn Toàn và Tiến Linh có cơ hội khá tốt trong vòng cấm đối thủ. Sau đó, Văn Toàn đã tung ra cú sút tung lưới thủ môn của Philippines. Có bàn thắng khai thông bế tắc, Việt Nam đã lấy lại thế trận và tạo ra nhiều tình huống sóng gió cho khung thành Philippines. Phút 33, từ pha tấn công bên cánh trái, Tuấn Tài chuyền bóng cho Văn Toàn dứt điểm sát vòng 16m50 của đối thủ. Đáng tiếc là bóng đi hơi cao so với khung thành của Philippines. Phút 54, Tuấn Hải có bóng khá trống trải và tung cú sút trong vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, bóng đi hơi nhẹ không thể đánh bại thủ môn đội bạn. Phút 65, Việt Nam có pha phản công rất nhanh và rất nguy hiểm. Hồ Văn Cường chuyền ngang rất thoáng cho Tuấn Hải tung cú sút, nhưng một lần nữa chân sút của câu lạc bộ Hà Nội đã bỏ lỡ cơ hội. Phung phí cơ hội, Việt Nam suýt chút nữa trả giá ở phút 79. Santiago Rublico thoát xuống đối mặt với thủ môn Văn Lâm, nhưng cầu thủ đang chơi cho U19 Atletico Madrid đã xuống bóng ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà. Phải đến phút 90+4, Đình Bắc tung cú sút rất hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam. Sau trận đấu, nhiều tờ báo Philippines vô cùng thất vọng khi chứng kiến đội nhà thất bại dễ dàng. Tờ Inquirer có bài viết: Philippines gục ngã trước đội tuyển Việt Nam trong ngày lập kỷ lục về khán giả. Tờ báo này bình luận: có tới 10.378 người hâm mộ tới sân Riza Memorial cổ vũ cho đội tuyển Philippines đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Đây là số lượng khán giả kỷ lục trong một trận đấu của Philippines. Thế nhưng họ đã chứng kiến trận đấu vô cùng thất vọng của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam. Những bàn thắng của Văn Toàn và Đình Bắc đã nhấn chìm Philippines. Tờ Thai Breaker Times giật tít: đội tuyển Việt Nam đã khiến cổ động viên Philippines câm lặng ở Riza Memorial. Tác giả thừa nhận: đội tuyển Việt Nam là bài kiểm tra khắc nghiệt cho giấc mơ tham dự World Cup 2026 của Philippines. Sân Rizal Memorial đã chứng kiến số lượng khán giả kỷ lục, nhưng họ không thể vui nổi khi chứng kiến đội nhà gục ngã. Lối chơi của Philippines quá thiếu sự đột phá. Điều đó khiến cho đoàn quân huấn luyện viên Michael West dễ dàng nhận thất bại trước đội tuyển Việt Nam. The Rapper nhấn mạnh, những bàn thắng của Văn Toàn và Đình Bắc đã làm hỏng bữa tiệc của Philippines tại sân Rizal Memorial. Đội bóng của huấn luyện viên Michael West đã khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 với trận thua đầy chua chát trước đội tuyển Việt Nam. Tờ Finstar tỏ ra tiếc nuối vì những cơ hội đội nhà bỏ lỡ. Philippines không thể tận dụng được những cơ hội ngon ăn, đơn cử là tình huống của cầu thủ gốc Tây Ban Nha Bienvenido Maranon ở phút thứ 85. Santiago Rublico cũng đứng trước thời cơ gỡ hòa ở phút 77 nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc. Bàn thắng của Đình Bắc ở phút cuối giống như cánh cửa đóng sập trước mặt Philippines. Đội bóng phải rất nỗ lực trong trận đấu với Indonesia vào ngày 21 tháng 11. Trong khi đó, huấn luyện viên Michael West thừa nhận: tôi nghĩ rằng nếu chứng kiến sức ép của chúng tôi trong hiệp 2, nhiều người cho rằng trận hòa là hợp lý. Nhưng bàn thắng muộn của đội tuyển Việt Nam là dấu chấm hết cho Philippines. Các tờ báo và huấn luyện viên của Philippines thì nói vậy. Thế còn các cổ động viên của họ thì sao? Chúng ta cùng lượn một vòng cõi mạng xem họ đã nói những gì nhé! Tôi sẽ chấp nhận sự lạc lối này. Các chàng trai đã chiến đấu đến cùng, bàn thắng đầu tiên đó đã tạo nên sự khác biệt. Nhưng điều tốt là AMS vẫn còn sống, bóng đá đang trở về nhà một lần nữa. Đội tuyển Philippines sẽ không bao giờ thắng Việt Nam, bóng đá của chúng ta chỉ là trò chơi may rủi. Ở đấu trường Đông Nam Á hay quốc tế, chúng ta vẫn chỉ là đội lót đường cho họ. Không biết khi nào chúng ta mới đánh bại được Việt Nam. Vẫn là trận đấu hay nhất của ACAS, đêm nay chúng ta không gặp may, hãy quay trở lại ở trận tiếp theo. Tối nay họ đã chơi bằng cả trái tim, chúng tôi tin rằng hãy tiếp tục tiến lên, ACAS. Hôm qua họ đã chơi tốt nhưng đã bỏ lỡ một số cơ hội ngay trong vòng cấm. Cần tìm kiếm tiền đạo cao, khỏe và chính xác. Có cái nào không? Zlatan các bạn ơi! Tôi thực sự thấy khó chịu về trận đấu này. Các cầu thủ tấn công đã chơi không tốt, họ
họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để đưa trận đấu quay trở lại. Thật tiếc là chúng ta không có một tiền đạo đẳng cấp. Việt Nam chơi tốt nhưng họ không thực sự mạnh như chúng ta nghĩ. Họ đã tập luyện chăm chỉ rất nhiều tháng qua để chuẩn bị cho trận đấu này. Nhưng khi đối mặt với Việt Nam, họ đã thực sự không làm được gì cả. Tôi thực sự cảm thấy buồn và thất vọng. Dù sao thì chúng ta cũng vẫn ủng hộ đội tuyển phải không nào? Cố lên, Akash! Tại sao cứ gặp Việt Nam là chúng ta lại không thể ghi bàn và giành chiến thắng? Hiệp 2 chúng ta đã chơi rất tốt nhưng bàn thắng cuối trận thực sự đã chấm dứt tất cả. Tôi không thực sự chắc chắn về trận đấu này nhưng chúng tôi thiếu khả năng dứt điểm đó. Một lối chơi tấn công ổn định, một pha dứt điểm chắc chắn và phòng ngự chắc chắn là những gì chúng ta thực sự cần. Để làm được điều này, họ thực sự cần phải có một chiến thuật ra giỏi trong ban huấn luyện. Có thể thấy văn hóa cổ vũ của người Philippines rất hiện đại. Tuy họ thua, họ buồn, nhưng không có khái niệm azure để gây áp lực lên bất cứ cầu thủ nào, không giống như vài anh hùng bàn phím khác. Sau trận thắng chủ nhà Philippines ở ngày ra quân bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á khen tuyển Việt Nam có đấu pháp chiến thuật hợp lý, hiệu quả cao và mang về chiến thắng đầu tiên tạo động lực trước trận so tài với tuyển Iraq ở lượt trận thứ 2. Nội dung bài viết trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mô tả Nguyễn Văn Toàn đưa Golden Star Warriors dẫn trước trong hiệp 1 trước khi Nguyễn Đình Bắc ghi thêm một bàn nữa ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu để ấn định chiến thắng 2 sao, giúp tuyển Việt Nam có 3 điểm đầu tiên. Nếu may mắn hơn, tuyển Việt Nam đã có thêm bàn thắng. Có thể thấy là dù tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhưng không thể phủ nhận về sự liều lĩnh của huấn luyện viên. Ở thời điểm cuối trận gặp Philippines, có tới 6 cầu thủ trẻ thi đấu ở tuyển Việt Nam. Đây là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Những phút cuối trận sau khi ghi bàn, Đình Bắc đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc với huấn luyện viên của mình. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo câu lạc bộ Quảng Nam ghi trong màu áo của đội tuyển quốc gia khi anh mới 19 tuổi. Việc em út Đình Bắc ghi bàn chứ không phải là các đàn anh như Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Quyết cho thấy sự tin tưởng và cách sử dụng con người của huấn luyện viên Philip rất kiên định. Nhưng không chỉ có Đình Bắc mà rất nhiều cầu thủ trẻ khác cũng được ông thầy người Pháp trao cơ hội và thi đấu rất tự tin, thậm chí còn chơi tốt hơn cả các cựu binh. Bình luận viên Quang Huy đánh giá, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã khiến tất cả phải bất ngờ khi sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trên sân, trong khi những Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải không được thi đấu. Ngoài việc dùng những gương mặt mới, chiến lược gia người Pháp còn tạo ra sự cân bằng ở các vị trí và lối chơi, có phương pháp giúp các cầu thủ trẻ tự tin, dám cầm bóng và chơi tấn công. Thời điểm trên sân ở những phút cuối có tới 6 cầu thủ trẻ, đó là một con số chúng ta không thể hình dung được. Huấn luyện viên Philippe Chaussier kiên định với cách làm là hướng tới tương lai để cho các cầu thủ quen với phong cách của mình. Đây là một quan điểm đúng, bình luận viên Quang Huy nhận xét. Ở trận thắng Philippines, có thể là sự liều lĩnh chơi một canh bạc của huấn luyện viên 68 tuổi và ở nước đi đầu tiên, ông đã thắng. Dĩ nhiên việc thắng đối thủ yếu hơn như Philippines mới chỉ là sự khởi đầu thuận lợi và tạo nên cú hích về tinh thần cho tuyển Việt Nam. Thử thách thực sự của thầy trò ông Chaussier là trận đón tiếp đối thủ mạnh Iraq trên sân nhà. Lúc này có thể huấn luyện viên Philippe Chaussier mới sử dụng đội hình mạnh nhất, trong đó vẫn dùng một vài gương mặt trẻ nhưng không thể mạo hiểm như trận gặp Philippines. Video hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này hãy để lại dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, chia sẻ và subscribe kênh để ủng hộ đội ngũ sản xuất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.